Vậy từ cái cổng vườn hoa thành phố Đà Lạt đây nha cả nhà ơi, đã tới. Không vào nữa đâu, ngoài xem. Phát từ sau học vậy là lên chợ đi thật đi mua đồ đi thật đấy đi dâu rồi mấy cái đồ hoa cái gì đẹp nhất mà hoa là vườn hoa thành phố Đà Lạt lần hoa lên tấm pin như được cổng thôi để cổng nào chạy chạy không nào là một chỗ đi vào chợ mua đồ đi, mua gì thì mua đi. Hiền hòa thanh lịch. Rồi đây đẹp. Đây vô vườn dâu. Bên kia kìa. Bây giờ mà còn nhớ, bây giờ nó thay đổi lắm. Trường đại học đây. Ừ.
Câu cá mà hay ai cũng cần câu.